Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em Thiện xin mời quý vị và các bạn đến với phố Tô Vĩnh Diện, ngõ thông sang Khương Trung, thuộc quận Thanh Xuân, để cùng xem căn nhà đất xây mới độc lập. Thiết kế của nhà có điểm khá đặc sắc, nằm ở mặt tiền thì có trụ, cửa có mái vòm, có phào chì, có hình khối đường nét kiến trúc tân cổ điển. Căn nhà này có diện tích theo sổ đỏ là 34 m², được thiết kế 5 tầng, mới hoàn thiện, chưa ở. Mặt tiền của nhà thì là 4m66, mặt sau thì nở hậu là 4m72, chiều sâu vào là 7m4, hướng thì thuộc đông tứ trạch. Tầng 2 thì có rộng hơn một chút, tầng 1 thì nhà xây hết đất. Ngõ trước nhà thì như quý vị vừa thấy là tương đối rộng so với các căn cùng khoảng giá và cùng khu vực. Ô tô dạng lớn thì có thể vào cách một nhà, từ nhà mình mà ra ngã tư sở thì khoảng chừng 700m. Vị trí nhà thì nằm tại khu chia lô quân đội, ngay gần với điểm trường đào tạo lái xe số 101 Tô Vĩnh Diện. Ở đây thì giao cắt với Hoàng Văn Thái, gần Viện Y học Phòng không không quân, gần trường quân nhạc cũ, gần với ngã tư sở, trường Trinh, gần Đại học Y. Đi từ hướng Khương Trung hay là Tô Vĩnh Diện, Vương Thừa Vũ thì đều được. Tầng 1 của nhà thì chủ nhà đang để phòng khách, có đóng vách trang trí, có nhà vệ sinh và phía trong thì có sẵn gian bếp cơ bản. Với mặt tiền rộng 4m66 thì chúng ta có cảm giác nhà rất là rộng rãi, rất dễ để bố trí đồ đạc. Về vấn đề pháp lý thì em vẫn xin nhắc lại để quý vị an tâm là nhà có sổ đỏ chính chủ, xây dựng có giấy phép xây dựng và đầy đủ các giấy tờ liên quan, có thể sẵn sàng sang tên và giao dịch được ngay. Giá của ngôi nhà này thì em có để ở phần tiêu đề và mô tả của video này. Đây là giá có thương lượng và giá bên bán bao sang tên. Quý vị anh chị có thể liên lạc trực tiếp cho em Thiện để làm việc với chính chủ và mua được giá tốt hơn. Khi liên lạc với em Thiện thì ngoài việc nhận được thông tin nhà đất trực quan, trung thực, phong phú thì quý vị còn nhận được sự tư vấn tận tâm, hỗ trợ các thủ tục pháp lý để đảm bảo giao dịch được an toàn. Khi xuống tiền thì chúng ta sẽ nhận lại được những giá trị thật đúng với số tiền mà chúng ta bỏ ra. Quý vị đang xem là tầng 2 của nhà. Về thiết kế của các tầng thì rất là đơn giản, mỗi tầng chỉ một phòng. Tuy vậy thì cũng có một số điểm cần lưu ý là các tầng ngủ thì đều có nhà vệ sinh, nhưng tầng 2 và tầng 3 thì vệ sinh khép kín ở trong phòng. Tầng 4 thì có cửa vệ sinh ở phía ngoài phòng. Phía cuối của nhà thì có giếng trời lấy sáng, thông thoáng từ tầng 1 lên tầng 5. Nhà vệ sinh thì cũng có mở cửa sổ. Ngôi nhà này thì cũng đã lắp sẵn camera wifi. Vị trí giếng trời thì chúng ta cũng rất tiện để dòng dây điều hòa. Sau khi xem xong 3 phòng ngủ như thế này thì chúng ta sẽ lên với tầng 5 là gian thờ, sân phơi, chỗ giặt. Về dân trí và dân cư thì là rất tốt. Nơi đây thì là khu chia lô, đa phần là cán bộ, sống rất có nguyên tắc. Đây cũng là khu đất ở lâu đời, rất là sạch sẽ, nền đất cao, không lo ngập lụt. Thiết kế và trang trí nội thất thì là cơ bản, chúng ta có thể dọn về ở ngay được. Tổng kết lại căn này thì có mặt tiền rộng, xây mới độc lập, pháp lý chính chủ và sạch sẽ, thiết kế thì hợp lý và cơ bản, nằm tại khu cán bộ quân đội, dân trí tốt, khu trung tâm và gần ngã tư sở. Số của em Thiện thì là 0962 802 792. Quý vị có thể liên lạc xem nhà vào cả buổi tối hoặc là sáng sớm. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính mời quý vị xem tiếp video.